Cuộc sống của người phụ nữ 29 tuổi mang thai lần thứ 9. Theo dân trí, chị Jalan Arosario, 29 tuổi và chồng, anh Michael Rosario, 36 tuổi đang chờ đón người con trai thứ 9 ra đời. Vợ chồng Rosario hiện là cha mẹ của 7 người con trai. Các bé trai đang ở độ tuổi từ 5 tháng tuổi tới 12 tuổi. Hiện tại, gia đình Rosario đang chờ đợi người con thứ 9 của họ chào đời. Đây cũng là một bé trai. Cả Jalan A và chồng đều sinh ra trong những gia đình đông con. Vì vậy, việc có nhiều con không phải là điều gì lạ lẫm đối với họ. Thậm chí, đó chính là điều mà họ vốn mong đợi. Thực tế, càng có nhiều con, vợ chồng chị Jalan A lại càng cảm thấy hạnh phúc. Jalan A khẳng định rằng cuộc sống của vợ chồng chị đang trở nên dễ dàng hơn qua thời gian. Bởi các cậu bé đang lớn dần, các bé biết tự làm nhiều việc hơn và lại có thể giúp cha mẹ nhiều hơn. Thực tế, vợ chồng chị Jalan A cũng mong có con gái từ lâu, nhưng họ vẫn chưa thể thỏa ước nguyện, cho tới giờ họ mới chỉ có con trai mà thôi. Trong khi đó, các cậu con trai của gia đình nhà Rosario lại có mong muốn trái ngược nhau, một phe muốn có thêm em trai, một phe muốn có thêm em gái. Tuy vậy, chị Jalan A cho biết rằng các con chị hiện đều rất vui khi lại sắp có thêm em. Các con tôi không bao giờ phải ở một mình, các con luôn có nhau. Tôi tin các con đều thích việc luôn có anh em ở bên, bọn trẻ lúc nào cũng vui vẻ cả. Vì vậy, khi tôi nói rằng gia đình chuẩn bị có thêm thành viên, các con tôi đều vui vẻ và phấn khích. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!